Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh Bado Official. Ở video này mình muốn chia sẻ đến tất cả các anh chị và các bạn về cái cách tách nền ở trong Corel. Đợt trước có một cái video mình đã làm về cái dùng cái bend để mình cắt ha, mình dùng bend để mình cắt. Tức là mình sử dụng mình bend, mình sẽ đi theo những cái đối tượng để mình cắt cái nền. Mình tách cái đối tượng ra. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về cái cách cắt. Đó là mình sử dụng cái lệnh bitmap color mask. Thì bây giờ cái cách đó như thế nào thì các chị và các bạn hãy cùng theo dõi về cái cách cắt ở trong Corel này nha. Ở đây sẽ có một cái nền để cho các anh chị dễ thấy hơn là khi chúng ta sẽ cắt cái nền màu trắng. Thì ở đây thì các bạn và các anh chị vào trong bitmap, các anh chị chọn tới phần bitmap color mask. Thì ở đây nó sẽ hiện ra cái bảng bitmap color mask như thế này. Thì các anh chị click vào trong cái phần color selector, tức là cái mình hay gọi là cái đồ hút mực. Thì mình sẽ click trái chuột vào trong đồ hút mực và các bạn và các anh chị đưa ra ngoài thì nó sẽ thấy cái biểu tượng của cái đồ hút mực. Các chị click trái chuột vào thì các chị và các bạn sẽ thấy trên đây là nó đã hút được cái màu trắng rồi nè. Và ở đây nó sẽ có một cái thanh một cái thanh kéo, tức là cái thanh kéo này các anh chị và càng kéo kéo càng cao thì cái mức độ ăn nền để mà tách này nó sẽ cao. Có thể là nếu mà kéo cao quá thì nó sẽ tách luôn, nó sẽ ăn hết cái hình luôn. Thì ở đây thông thường thì sử dụng khoảng cỡ 20 đến 25 thì nó sẽ ok hơn. Sau khi các bạn và các anh chị kéo đây xong, các bạn và các anh chị bắt đầu bấm apply. Thì bây giờ các bạn và các anh chị sẽ thấy nè, đó, có một số phần nó sẽ cắt hết. Tuy nhiên ở đây nó sẽ có những cái tức là ở đây nó sẽ tách một cái dạng tách của nó là tách nền đồng bộ tách cái nền đồng bộ, ví dụ là màu trắng hết luôn. Chứ không có thể nào mà nó ở đây nó đối với những cái công cụ cắt này nó chỉ cắt một đối tượng là nó sẽ trắng nền hết. Thì mình có thể áp dụng các cái đối tượng, ví dụ như là đối tượng cần cắt là màu đen, màu xanh, màu đỏ gì đó, nhưng mà nó phải đạt đồng màu rồi. Đó là cái nền trắng. Bây giờ mình sẽ qua cắt cái nền xanh này. Thì mình cũng đưa vào trong đây. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái bút nè. Chúng ta sẽ click vào trong cái bút và chúng ta sẽ đưa vào trong đây. Các chị sẽ thấy là khi mà đưa vào thì nó sẽ nhận nè, làm sao click trái chuột vào, sau đó chúng ta bấm apply. Thì bây giờ các anh chị và các bạn sẽ thấy là đó, nó sẽ cắt. Tuy nhiên ở đây nó còn một phần nè, thứ nhất là những cái nền mà nó bị ảnh hưởng đây nè, có thể là những cái nền này nó ảnh hưởng nè. Khi mà các anh chị và các bạn kéo cái này lên, nếu mà các bạn kéo lên càng cao thì nó ăn vô nó càng nè, bây giờ thấy không, tức là nó sẽ ăn vô thì ở đây mà các anh chị sẽ thấy nó sẽ ăn vô luôn. Mà kéo càng thấp thì nó sẽ ăn lọt ra ngoài đó. Còn ở đây nó sẽ có những cái bóng như này, tức là ở đây nó sẽ có ưu điểm của cái thằng cắt bitmap color mask, nó cắt rất là nhanh đối với những cái đối tượng mà nó sẽ cùng nền. Đây là cái nền này, nó có một cái nền cham do đó là đối với tùy theo đối tượng mà mình nghĩ là khi các anh chị sử dụng cái lệnh này thì các anh chị nên cân đo đong đếm coi thử là nếu mà những cái đối tượng mà nó trùng hết luôn nó trùng hết cùng một màu thì mình sẽ cắt nó rất là ok. Nó sẽ cắt rất là ok hơn. Rồi, đó là sử dụng cái phần chức năng của bitmap color mask để cắt cái hình nhanh trong Corel. Còn đối với cái hình này thì mình ở đây các anh chị sẽ thấy là nó có rất là nhiều màu, nên ở đây mình không có thể nào mình sử dụng được cái chức năng của bitmap color mask để mình cắt được. Ở đây mình sẽ sử dụng cái chức năng là edit bitmap thì các bạn click vào trong cái đối tượng cần cắt nè, các bạn vào trong edit bitmap nè, tức là bên Corel photo bend á, và click đây thì nó sẽ mở ra một cái bảng để cho chúng ta thực hiện các cái thao tác trong đó. Rồi các anh chị chờ một chút nha, cái máy nó load hơi chậm một chút. Rồi, sau khi nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này thì các anh chị vào trong phần email và trong chọn cái phần cut tool lab nè, chọn vào. Thì ở đây các anh chị khi ra nó sẽ thấy một cái dòng như thế này. Ở đây có phần là niche size, tức là ở đây mình sẽ cho cái size nó size cái vòng tròn để mình vẽ nè, thì mình sẽ cho nó nhỏ xuống hoặc là tùy theo các bạn và các anh chị cần là sao cho nó phù hợp.
Rồi sao cân cho nó phù hợp. Đó đây là cái màu màu viền ha, là màu đổ. Thì ở đây bắt đầu chúng ta sẽ có cái chế độ là nông, hoặc là ở đây là cái chế độ cái nền sau khi mình cắt này, để mình thấy dễ hơn là sử dụng màu đen ha, hay màu xám, màu trắng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắt. Để tiến hành cắt thì các anh chị sẽ phóng to cái hình lên ha. Đây các anh chị lít vào ha, phóng to cái hình lên. Thì đây chúng ta sẽ cho nhỏ lại, em sẽ cho nhỏ lại một chút nha, mình sẽ cho nhỏ lại một chút như thế này. Rồi sau đó mình sẽ vẽ, mình vẽ sẽ tạo đối tượng. Đối với cái hình này thì nó, đối với cái này nó càng nhỏ thì nó càng tốt thôi. Bây giờ mình trở lại nè. Rồi bây giờ mình vẽ nha. Các anh chị các bạn cứ vẽ theo này. Cái này thì nếu mà các anh chị và các bạn á, mà không có rành về trong Photoshop á, thì các anh chị có thể vào đây, các bạn cũng có thể áp dụng và cắt một cái hình. Rồi chúng ta sẽ vẽ à. Chúng ta mà vẽ càng kỹ á, thì nó lấy càng đẹp nha. À, chúng ta sẽ vẽ hết cái đối tượng thế này à, bao quanh hết tất cả các đối tượng. Rồi ở đây mình sẽ làm nhanh một chút nha. Đó. Ở đây ha, chúng ta sẽ bỏ nè. Đó, chúng ta sẽ vẽ ra đây. Rồi sau khi giáp mí xong thì các bạn và các anh chị sẽ thấy bên đây nó sẽ hiện một cái thùng sơn nè. Chúng ta sẽ đổ vào cái thùng sơn này ha, thùng sơn này tức là cái màu này. Sau đó chúng ta sẽ review nha. Đây bây giờ các anh chị các bạn sẽ thấy là nó sẽ tách được cái nền đúng không, tách được cái nền. Tuy nhiên để nó sẽ còn những cái ria, gọi là những cái ria, thì các anh chị và các bạn muốn cho nó thấy rõ thì các bạn và các anh chị sẽ click vào trong cái phần này, bắt rau nè. Các bạn có chị có thể là tùy theo màu các anh chị sẽ đổi ha, đổi màu. Ví dụ như các anh chị mà muốn cái màu này thì các anh chị chọn tới cái màu này ha. Rồi sau đó các bạn và các anh chị sẽ thấy như thế này nè. Đây thì đây nó có sẽ những cái phần nó bị ăn lem vào và những cái phần nó sẽ dư ra. Do đó ở đây các bạn và các anh chị sẽ thấy là nó có hai cái cọ mà nó thể hiện cái dấu trừ và dấu cộng, tức là dấu cộng mà là mình những cái vùng mình cần lấy lại, và dấu trừ là những cái vùng mình sẽ trừ ra. Ví dụ đây mình sẽ trừ ra, bây giờ mình sẽ trừ cái này ra, mình sẽ xóa cái này đi, mình sẽ gọi là trừ. À, thì các bạn và anh chị click vào trong cái đó xong các bạn xóa, à, xóa vào. Rồi đối với những cái vùng này, à, nó khi mà mình vẽ nó bị ăn mắt thì bây giờ mình sẽ lấy lại, mình sẽ bơ vào dấu cộng này. À, và các anh chị ra, đó chúng ta sẽ vẽ như thế này. Các anh chị làm cẩn thận, chúng ta vẽ như thế này. Đó, chúng ta sẽ lấy lại những cái vùng nào chúng ta bị ăn lem. Ha. Còn đối với những cái vùng mà nó bị nó có những cái lem này thì chúng ta trừ ra, và ở đây chúng ta có thể giảm cọ xuống để chúng ta sẽ vẽ cho nó chính xác hơn nha. Đó, chúng ta sẽ vẽ vậy, chúng ta sẽ trừ nó ra. Còn cái phần nào mà nó ăn vô thì chúng ta sẽ cộng nó lại, sẽ lấy nó lại. Đó, các anh chị và các bạn cứ thao tác như thế này, khi nào mà nó xong hoàn thiện hết những cái bạn mà mình những cái bản mà mình cảm thấy nó ok được ha. Đây cái phần tóc ha, có những cái phần thì mình sẽ lấy lại được ha. Còn những phần sẽ có những phần mình sẽ trừ nó ra. Đây mình trừ nó ra như thế này. Đây. Rồi ha, sau khi mà chúng ta làm ok xong hết nha, các anh chị và các bạn mà làm ok xong hết rồi thì chúng ta sẽ bấm ok. Đây bây giờ ở đây nó sẽ tách được cái nền rồi. Bây giờ đây mình có hai cách để mình lấy qua bên trong Corel. Một là chúng ta sẽ nắm đây, chúng ta sẽ kéo trực tiếp qua Corel luôn ha, nắm trực tiếp đây kéo qua Corel nó vẫn được nha. Còn thứ hai, là các anh chị và các bạn save lại ha, bấm vào Ctrl S thì nó tự động nó qua đây, nó sẽ tự động nó hiểu là cái hình này nó đang cắt mà nó đi qua thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ thao tác.
Rồi chúng ta sẽ thao tác và chúng ta sẽ áp dụng thiết kế trên cái nhu cầu của khách hàng. À, đó là cái hai cái cách cắt hình trong Corel. À, rồi video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc ha. À, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn và các anh chị, đặc biệt là những các anh chị hoặc là các bạn mới vào trong Corel còn bỡ ngỡ về những cái thao tác cắt, hoặc là các anh chị sẽ không biết về trong vì Photoshop có thể áp dụng trong Corel để cắt. Thì hôm nay thì đối với video này thì thêm hai cái cách cắt tách nền ở trong Corel. Cái đợt trước là mình đã chia sẻ tất cả dùng Ben, và đây là dùng thêm phần Bitmask, Colormax và cái Edit Bitmask trong cái PhotoBen. Rồi video của mình chia sẻ tới đây là kết thúc. Nếu các anh chị và các bạn cảm thấy video hay thì các anh chị hãy like và chia sẻ để mọi người cùng theo dõi. Còn nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Pado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để ủng hộ kênh Pado Official ngày càng phát triển hơn. Chúc các anh chị và các bạn thành công trên công việc của mình và thật là nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn, các anh chị ở video sau. Bye bye.